Hi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay Tân cùng em Duy và em Hồ và mấy anh em sẽ quay cái buổi bắt cá cho cả nhà mình xem nha. Hôm nay là tắt đĩa bắt cá ở đây ở cầu sắt Thành Tân, Thành Trị các bạn. Các bạn xem tiếp video buổi bắt cá ở đây nha. Đây, xíu mấy anh em qua sông các bạn ơi. Đi qua sông để qua bên nhà bên bản để bắt cá. Với nhà mình xem clip vui vẻ nha. Giờ mấy anh em qua sông các bạn ơi. Đây, giờ mấy anh em lên các bạn ơi. Đội quân bắt cá chút xíu đi ra vô bắt nha. Các bạn xem tiếp video nha. Đây cả nhà. Bà con của Duy. Rồi. Anh ba. Qua đi qua đâu. Hả? Bữa nay cho gia đình mình lên YouTube buổi sinh hoạt bắt cá. Cái gì ta? Cá thắt lá gì vậy? Ô, thắt lá bự và bá kìa. Ốc ba dạ luôn. Đấy, em Hồ nó quay trở lại các bạn ơi, sau một năm dài xa cách. Hai chào cả nhà nha. Bây giờ ở đây là cái cánh đồng người ta đã bơm trang rồi hết trơn rồi các bạn. Đó. Thì mới vô được cái chai vàng các bạn ơi. Chai vàng mini. Vàng vàng 17k. Tiếp tục con chai vàng nữa. Chưa luôn. Ba chơi vàng rồi đó. Tay bên kia bác. Lộn tay bên kia bác. Đổ nó xuống lộn qua bác. Dồn nó xuống. Dồn đây xuống. Mở cái đầu này luôn đi. Ê ơi, đẩy cái này, chỗ này lại nè. Ê, con cái chơi kìa, chúng cái hang này. Dây tiếp đây nè, dây tiếp hang này nè, chừng nó. Nó ra. Lấy luôn, bắt luôn. Má mới đẩy đâu, đẩy má. Chốt rồi. Đây này Duy, tiếp cái hàng này nè, cho Duy tiếp bên này nè, hồi. Ôi trời, cái chốt từ từ, cái chốt nghe Duy. Cái chốt Duy, cái chốt bự Duy. Trời, Duy, đây nè, quăng lên đi, cái chốt, quăng rồi xong đi. Kìa. Ôi, chơi vàng. Quá, còn không? Lóc trong đây chà bá vậy trời. Có lóc nữa hả? Có lóc chà bá trong đây nè. Cái hàng đi đường nào? Qua bên đó đi ơi, cái hàng đi qua thẳng qua này. Qua đây vậy, qua đây, móc cái này móc xuống nè, mềm nè. Ôi trời, còn cái chốt, có lóc chà bá trong đây nè. Vô tới nó luôn rồi. Lát nữa, lát cũng vô hang nữa trời. Ôi trời, có chê rồi. Tiếp tục chơi vàng các bạn ơi. Được rồi, cái này nè. Trên bờ cũng bắt dính cá nữa trời. Quay con cá bự kìa. Đâu? Vô cái lóc rồi luôn đó hả? Rồi, cốc cút. Trời ơi, móc cái lóc ra luôn rồi. Không đổ, em không đổ. Hang này có tay nữa. Hang đổ nữa. Hết rồi. Hết rồi. Cá nằm đâu? Còn cá còn nằm thẳng ở trong hang này nè. Còn không? Còn chỗ này nè, cái lóc cũng có chà bá trong đây nè. Móc cái hang trên này nè, móc trên này móc xuống nè, kéo cái này ra móc xuống. Móc cái này thì nó được. Dạt cái đó ra, móc trên móc xuống. Dao à, móc móc ngay dính giữa này nè, được nè. Hồ móc cái hang này hồ. Đâu vậy, sơn sình nữa nè hồ. Từ cho nó móc hang này trước cái đi. Lấy cái xô lại, lên đi dính cá rồi. Má cái chốt bự. Móc xích này hồ ơi. Chỗ đó có là chạy vô quay ra sông luôn á. Hồ định vậy cho nó mà nó biết chỗ nào nó móc xuống. Má này đem giá rồi. Bắt xong cái hang này đi rồi tới bạn. Kiếm cái cây cũng được nữa. Đâu đi đường này hả? Đi móc đây nè, đúng móc đây nè. Đúng rồi. Cái gì bự bự vô đào đó anh. Kìa đẳng có mấy cây cầm lúa ấy đó. Có mấy nhỏ cây cầm đầu này ấy này nè. Chích đây cái mỏ cái không ăn. Cây cột gì cái. Rồi, chúng nó chết rồi bác. Nó trốn chết rồi bác. Được không? Kêu đừng thợ hàng đó. Hồ vô nó vô đây kìa. Kìa gì? Má sao đào hang đó trời, hang nó khá nhiều. Má đi vô trong đây nhóc luôn rồi nè. Ê, bên kia có cái hang nữa kìa. Gì? Có bên kia kìa.
mò mò mà nó cho nó lọt cái hộp ở đây cho được tới dễ mày thật tới đang nó đào rồi từ từ tới à cá bộ rồi phục hang rồi ca phục hang rồi ca tao khoan rồi đó phục hang rồi đó phải phục bóc được đó tới tay rồi ừ phục ở đây đó đó ừ ừ đó đó tôi quất tới được kia lắm mà đào tới luôn anh kêu đem ra đổ cá này đem trong gọng luôn đó anh lấy cây tạ đào lấy cây đào á cái gọng này nhóc có cái lóc bự nè đụng luôn hả? Đụng cá luôn. Thọc hang nó kìa đâu, thọc xuống thử đây. Ôi ôi đụng cái cá lóc. Chạy chạy đụng quá đụng cái tay bực. Rồi miệng hang đi chứ còn cá nha các bạn ơi. Sẵn chưa? Nhiều không? Đúng nhiều không? Còn nhóc luôn. Trời mắc lên cá luôn kìa. Ê, làm gồm gồm ngoài nè. Rồi coi có ăn ách không xảm lại. Phan coi có ăn ách không xảm lại. À anh Thọ đó anh Thọ đây. Phan anh Thọ, Phan anh Thọ. Cho Di coi có ăn ách không Di ơi. Ông xảm đây nè, qua ông xảm đây nè. Xảm lại luôn, xảm lại luôn. Đây để ra, bắt đầu đậu bển đi, bắt đầu bên hồ đi đừng mở ra Di ơi. Mở ra chừng mắt luôn á. Bây giờ em đôn nó vô luôn. Kiếm chỗ nào xảm lại hết đi. Em đôn vô nữa là nó gần ấy à. Mở nó ra chừng mắt luôn nha. Bắt con xảm con nha. Xảm lại. Đây nè, ăn hàng mấy tôi mới giống như vậy. Ra tùm lum như vậy. Đó, có giá quất đây một lỗ đây là bắt chọn ổ luôn á. Ừ. Ngoài này nè. Đó, có giá đào cái chân chỗ này luôn nè là bắt hết trơn ổ. Kệ đi không đem sao đâu. Kiếm hang em đào. Lấy cây chặn nó đi cho nó chạy vô luôn đi. Cây chặn nó lại cho chặn chạy xuống dưới. Sẵn đây rồi đó, có cái chơi quên. Rồi đó về hang nó có sẵn rồi bệnh vậy đó. Không, đụ má cá lóc chà bá luôn nè. Chặn lấy cây thở nó xuống cái đi. Nó vô đó đó không sao đâu, vô đó không sao. Tên giọng đem sao đâu đi vô đây kệ đó. Vô chặn nghe ông nội. Bóp chết gãy cổ rồi bỏ nha chứ không có để ra sông nha. Ra sông nha. Ra sông là trúng ăn. Móc hậu nó ra sao bự. Móc sao gột một bên thịt bên. Để chút lại, để chút lại. Mày coi đi. Nó lên đây gì không? Đuôi nó gì vậy? Bà cái chè đồ này vậy? Chốt. Ấy da. Chốt. Sám nghe những bóng. Trời ơi, cái chốt trong hang. Trời ơi, má, thế tài lực trọng. Cái ra cá nó qua đây hết trơn vậy ta nước chảy dữ vậy ta nước chảy ra không có chảy mà em chậm bực 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 này trời ơi cái chốt nữa trời da cái chốt nữa trời ấy da từ từ cái cây cái chê rồi cá lóc đụng nó vòng trong đây hầm trong đây luôn chốt cho bá trời chốt bự luôn mà nó phừng cái chốt tới luôn lấy cùng rồi cùng trên này nè lắp lại đi cùng thì lắp nó lại luôn đừng cho nó chạy qua lại hả con cá lóc nó mất tiêu rồi nó chạy qua bên coi chừng chạy qua đây nè anh kêu chặn lại trời trời cá lóc mất tiêu rồi trời có đâu đây nó chưa ra đâu chừng nó qua mà nó hầm bên đó đó cá lóc mất tiêu rồi trời
lắm tiêu thụ. Nguyễn có tự lắm, bằng cá lóc trong tâm hồn vậy á. Nguyễn đi đâu đó? Hang đi qua đó vậy? Hang đi mà không biết nằm ở dưới đâu. Hang nằm xuống dưới này còn không? Hang nằm mòn quá. Mọi cho nó gì? Mọi cho nó gì? Mọi trên đó để chừng nó lên đó đó. Ra luôn là luôn chà bá luôn. Nè, mọi trên đây. Đấy con cái gì ra nữa, một con. Có cái chốt có gô gì mới ra con này nè. Ờ, cái gì đâu. Cá đủ bán cá lóc, chà bá đây bắt tiêu con cá lóc rồi trời. Đây cho nó đồ cá gì đâu. Nó còn dưới đây một cái hang nữa nè. Chừng qua hang đó đó. Hang đó qua đâu vậy? Em biết là múc cái dưới luôn nè. Đi xuống hả? Ừ. Có qua khúc này không? Hang đi xuống. Ừ. Đi xuống lấy cây em thọ thử rồi nhúc nhích không? Đây, đem mớ cá vô trước các bạn ơi. Nhiều đây nè. Em. Chỗ nào chỗ nào? Đào em cây sẵn nha rồi. Biết thử ra chỗ nào mới đào được. Má đào được lỡ hết đồng trời. Lắp lại. Lấy đắt lắp lại. Cá nằm trên đây luôn. Hả? Bỏ luôn. Hang nằm đâu trên đó luôn ấy. Đúng không? Dây. Rồi. Rồi nó ngập nó cũng lên. Em lấy cái cây á, em thọ xuống nó theo cái hang đó coi nó có đụng cá không. Nhúc nhích là mình biết cá nó đó. Để biết hang chỗ nào mới đào được. Nè, một hang nằm ở đây. Hang nằm ở đó. Thật tới không? Dở cái bao vừa lên. Dở cái bao rồi thử gì? Đó. Cái miệng nó cái anh miệng nó được không? Từ từ mày. Ôi trời đụng mẹ qua đây một đôi. Ở đường đầu cái đó nữa. Nè cái lóc bên đây nè. Cái lóc bên đây nè. Vậy đảo đây nè, vậy đảo đây nè. Cái lóc bên đây nè. Đâu? Cái lóc bên đây nè, cái lóc bên đây nè. Ở bên đây còn con nào không? Nhọt bên đây à? Còn cái chê nữa à? Cái chê thì lóc nằm bên đây. Vậy sảm bên đó lại luôn đi. Sảm đó đi hồ, đặng đặng bắt bên này luôn cho nó dễ. Để mà chạy qua chạy lại. Cái gì? Ây. Trời ơi, mày luôn. Mày luôn đó. Trời ơi, cái cán dưới kìa. Phải rồi. Vừa thôi. Tới luôn. Rồi lỡ rồi, bây giờ lấy cái kia đào luôn. Sẵn được. Ừ. Sẵn nhẹ nhẹ đi rồi lấy tay móc ra. Dùng tay luôn. Dùng cánh tay luôn. Đổ. Vô đi. Vô đi ra đi sủa. Không biết làm. Không có làm được cái lồn gì chân nên sủa mà. Thôi, vô nhà đi. Kéo mày về chơi bị sủa một sùm. Bắt hàng phía mình đừng. Vô gấu. Đúng vậy. Cái lóc dọn đi hoài luôn. Còn đâu hoài đó. Đụng cái lóc không? Ra được đâu. Còn đụng cái lóc không? Chỉ còn miệng cái này thôi chứ nhiều còn sảm chứ rồi. Đây thì sắn này ra cái gì? Đó, tới nước rồi, tới nước rồi, tới nước rồi. Móc xuống đi. Móc cho bự bự chơi thôi. Cái tay bên nào hồn? Đi đụng. Rồi. Rồi, tay tao nằm hai bên đấy. À, bắt được là quăng vô trong đây nha, chứ đừng có quăng ra ngoài kia nha. Bóp chết bỏ nha. Con này đâu? Chết còn ăn. Chứ nằm đây mà không đụng luôn. Sao không? Mẹ anh. Cái đụng tay anh đâu? Tay anh đâu mày mới đụng đâu? Hang đâu nội? Trời ơi trời, má trong mắt người thú dữ như trời. Bắt hang ốc thối. Bắt hang ốc thối. Đi nhẹ cái hang nằm thế nha. Ơi này. Đụng chưa? Đụng tay á. Cái chè cái lóc làm vòng vòng đó. Cái dài dạ. Trời ơi, trốn nãy giờ. Ê. Còn nữa đó, còn con lóc nữa đó. Vậy cái lóc nằm vòng vòng đó đó. Vú cái vú con cá rồi. Vú con cá dễ sạch rồi. Đóng hới luôn ha. Má chị vàng nhìn thấy ngon được chứ. Trời đủ má, ba ba tới nữa. Thầy. Thầy Khang. Báo báo à. Dạ. Dạ cái chê dạ ra. Chưa. Dạ ra đó. Chưa. Chê ra mà chưa vậy. Chưa. Đụng cái tay rồi nằm bít mẹ cái thằng. Đụng vô em bé. Cái gì nó dồn qua bên đó quá trời.
Cái sung chưa chạy cái anh mà chưa cái tay nằm đây nè tay đâu em có đụng tay đâu đây chặn cái tay bít mẹ cái hang rồi lên cái lóc rồi đẹp cái anh chưa chạy ra ngoài rồi còn hang này mẹ mới chạy qua được nó chạy qua được đâu nó qua đâu rồi nó mới chạy qua tay vòng vòng đây à vòng vòng đây à đâu cá nhóc chưa trời trời ôi chơi nhỏ chơi con chơi chơi thư thốn lắm lại vô 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 đây gì thốn lắm nó bự chụp cái sông á tới nữa nó cũng vô lại à vô dắt vô chảo quá vô vô nó nuôi lại nhiều lắm nó mà cá lóc đụng này mất tiêu luôn à cá mới giữ á chưa khô bao bên này nó qua bển rồi tại vì ông làm không đụng nó gì chê chạy. Có chê nữa chê chạy anh á em hết tới luôn rồi có gì tại gì nó nhắn cái chê là bọn nó đuổi đuổi đuôi các bạn cho bạn cái trời trời hết tới đây là cùng luôn rồi kim ca lắp rồi nó còn dưới đây nó còn đây bữa băng cái tay đó không rạc băng hết tới luôn hả còn đây hang á nè hết tới luôn nè cái chê đâm bữa sau ông dở cái này nè mấy ông mà cá còn nằm dưới quá trời dập chúng đi dở cái này lên cái thang dì dở cái này lên sao dở nổi mỏi nhẹ hả nhẹ lâu mày dính tới tới đây phá bờ luôn. Phá bờ. Đập nó vô lại. Đập mấy tạm đập nó rồi. Trời trời trời. Cái chốt nó gì mà trời trời. Cái chơi cái chơi cái chơi. Cái chơi cái chơi cái đó. Chị đi. Mày đập lên chứ. Dở dở dở. Dở cái bao lên đó. Dở cái bao lên. Dở bao lên cho nó đó. Đó đó. Dở tiếp đi. Người người dở người bắt. Cái chơi chắn. Dở lên. Dở lên. Chạy nó bay nhỏ. Có cái thằng báo. Dở lên nó. Dở nhỏ. Chê. Nhỏ mà nó có vỏ. Nhỏ mà nó có vỏ. Kiếm cái lóc kìa. Chịu yếu cái lóc bự kìa. Lóc bự nãy đâu đụng cái lóc đó. Còn hàng quá sâu các bạn ơi. Con mẹ cái chơi thì nó rồi xuống đây luôn rồi. Rồi xuống dưới luôn. Nghe thầy vô trong hang nó luôn mà trời. Ủa sâu quá. Dạ, tới con cá. Tới chứ nó ăn xuống dưới tới dưới luôn á. Sâu sâu dưới á. Lặn vô không? Tay chưa đụng tới dưới nữa. Vậy bữa nó bơm hết trơn rồi đi cá côn anh ta. Ừ. Côn xong rồi. À, có gì điện anh? Ngồi tụi em bắt cá huy 5-6 kg, thằng chồng nó là làng không? Ừ. Tí xong con ông ấy. À, bơm 10 cá nó xuống này dữ lắm mà. Anh Thuận đi vô đi vậy? Em Thuận tới rồi. Cái này đi với ai? Hả? Cái này cũng đi với ai? Đi với chú mấy người ấy. À. Ừ. Có gì điện cho anh hai trước. Anh hai trước ngày anh chạy. Cùng rồi. Làm hang dưới nữa cũng lâu cá còn nằm đó về còn hang đây nè còn hang đây nè cá đủ mới dụng dưới đây cá này thành tinh luôn còn đúng không ừ, cái hang nằm dưới đây nè đó. Cá nằm dưới đây chân mẹ rồi nè đúng cái đuôi luôn rồi còn đuôi cá bự luôn vậy nằm dưới nữa nè nằm mấy xíu cái lóc luôn cái chuông đây luôn rồi vậy sao thọt tới nè bây giờ xảm đi xíu nó nổi lên nè ngay chặn cái này luôn nè quá sâu rồi sâu quá không tới đâu cái giá đâu rồi cái giá đâu giá cũng bị què nữa có cái giá không cả đi sóc sóc dùng sóc sóc nhẹ nhẹ đó vài cái cho nó móc sóc sóc vài vài lỗ để cho nó móc lấy cái giá lên còn cùng không á nồi dở lên nguyên cái đuôi heo cái chê vàng ngóc luôn không ông ở trên hay dưới không gì rẻ vậy dạ. Bự không phải không phải không đúng thiệt đây nè thấy để nữa anh kêu kêu qua lấy ta đó qua lấy thì biết lâu rồi đó ba ông ổ với em đó cắn quá nó gãy rồi hộn gãy rồi cao không ổ mấy ổ kìa bự ở dưới em thấp thấp ở dưới cặp mấy nước sát mấy nước luôn cũng lắm lái vậy đó hả ở dưới xe kêu nhỏ để bữa nào để bữa nào anh kêu kêu qua lấy này kia nó có đồ bữa hổm anh mới quay đó nó lấy trên cây sau ở ngã ba nè bắt sống luôn á. Có đồ. Ừ. Ủa cái ổ đó nó cao hơn em nữa đó. Ủa nó đó hả? Còn nữa. Gần tới tháng này em đi lấy không mà. Trời. Cái này cái ừ đi quan trọng kìa. Cái giờ ông hồ ông đụng cá đó ông là. Phải con này không? Cái rồi cái đó nhất. Nó dọn dưới. Mà năm sau nó mới nhất, bây giờ nó chưa nhất. Nhất mà nãy giờ thấy cá chốt nhất nãy giờ. Làng rồi. Hôm cũng vậy đó nó đi đi ruộng đi lên nè. Nó chỉ này cho cục cỏ này kiếm cái nhất. Vô tao thấy con cá nó lên tim ủng lên nè à.
mà thọt dò xuống đó chốt đẩy vô đây nè, ngập cái gần luôn. Mày à. Rồi hôm về luôn, lên xong đi về luôn. Nhất lắm mà cho. Nhất khiếp rồi. Lúc mình đang coi đá banh nó làm đi chứ. Đồ hùng bự quá. Cái này nó phải có cái đồ hút hút cái. Đó bự lên được con lớn. Còn lại trời còn nữa trời, xong nữa trời. Chỉnh ra ngoài luôn á. Có ngoài xảm chưa rồi. Xảm gì qua đó gì con gì? Qua đó thọt lại đi. Qua đó thọt lại là lụm đó. Ờ, xảm bên đó thọt lại lụm đó. Thấy không? Đó hàng đó. Hai cây bát á. Ừ. Không có đụng ha. Cả ở trên á. Nhưng mà ông không hầu rút ra. Thọt vô rồi. Thọt vô cho nước tràn ra. Đi nè. Đó. Đó. Cái hàng ngay chỗ này nè, móc ra. Ngay chân chỗ này nè. Không có đâu, ngay chỗ này nè. Nó quẹo đây nè. Nó đây có lỗ nẻ. Ngay cái tay của ông nẻ. Nẻ gì không vô đâu, vô hàng. Móc lại đi, móc hai bên đi, lỡ rồi nãy giờ. Nằm đâu quá, cái lóc ra luôn, còn què gì nữa. Ra đâu? Ra thẳng qua đây luôn rồi nè. Thẳng đâu, đây có hàng đâu hả? Đây từ luôn, má lỗ nẻ nắp đây nè. Không, không hàng nè, lỗ nẻ luôn nè. Nằm vô lỗ nẻ đây là chứ đâu. Nè. Thôi, rồi bỏ đi. Bị cá cá hành. Lấy lục bình này ra thọc. Rồi cuối cùng dính đường cá lóc rồi các bạn ơi. Mình đó. Cá lóc nhìn muốn thấy gì nữa. Giảm độ hôm qua giờ. Nhỏ nhất luôn. Lóc hấp hành nữa. Lóc cái gì đây. Làm cái nào dính cây coi hộ. Cái đi đụng ngang nào đâu. Mày coi nè, mày qua đây mày đây. Đụng ngựa. Mày coi cái hang nó thẳng luôn á. Hang nó không dính đập cho thằng giá đào lỗ ở đây lóc đây luôn nè. Thẳng luôn. Đào giờ bấy giờ nè. Đó. Còn nữa đó ha, thôi bỏ đi. Đây sau khi bắt được một cái hang cá cũng được mấy cá chê với mấy cá chốt các bạn ơi. Giờ mấy anh em đi tiếp. Bạn xem tiếp video nha.